Cô Quý xin chào toàn thể các bậc phụ huynh và các con thân yêu. Các con ơi, mùa xuân sắp đến rồi đấy. Mùa xuân đến thì trăm hoa đua nở. Mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng và có một màu sắc riêng. Trước vẻ đẹp của loài hoa, và nhạc sĩ Hoàng Văn Yến đã sáng tác ra một bài hát rất là hay, đó là bài hát Màu Hoa. Hôm nay tôi và các bậc phụ huynh cùng phối kết hợp dạy các con hát tại nhà bài hát này nhé. Trước khi vào học hát, xin mời tất cả các bậc phụ huynh có thể chuẩn bị cho các con những đồ dùng như sau: máy tính, sách tay, loa, đài hoặc điện thoại có kết nối internet. Và sau đây, xin mời tất cả các bậc phụ huynh và các con cùng lắng nghe bài hát này nhé. Vừa rồi, các bậc phụ huynh và các bé được nghe bài hát Màu Hoa của nhạc sĩ Hoàng Văn Yến. Bây giờ, xin mời tất cả các bậc phụ huynh và các bé cùng lắng nghe lại bài hát này một lần nữa nhé. Màu hoa tím, màu hoa đỏ, màu hoa vàng, chiều hoa xinh thế. Một vườn lá đầy màu xanh, cô giáo đưa chúng em đi thăm vườn hoa. Màu hoa tím, màu hoa đỏ, màu hoa vàng, chiều hoa xinh thế. Một vườn lá đầy màu xanh, cô giáo đưa chúng em đi thăm vườn hoa. Vừa rồi thì các bậc phụ huynh và các bé đã được nghe bài hát Màu Hoa. Ở nhà thì các bậc phụ huynh có thể đặt một số câu hỏi xoay quanh nội dung bài hát như sau. Câu hỏi số 1: cô vừa hát bài hát gì? Của tác giả Lao. Chúng mình cùng suy nghĩ nhé. Hết giờ rồi. Đáp án chính là bài hát Màu Hoa của nhạc sĩ Hoàng Văn Yến. Xin chúc mừng các con. Xin mời tất cả các bé hãy đến với câu hỏi số 2. Bài hát có giai điệu như thế nào? Chúng mình cùng suy nghĩ kỹ nhé. Hết giờ rồi. Đáp án bài hát có giai điệu vui tươi, trong sáng và nhẹ nhàng. Xin chúc mừng các bé đã có đáp án đúng. Và xin mời các bé đến với câu hỏi cuối cùng, đó là câu hỏi số 3. Bài hát nói về điều gì? Đáp án là: bài hát nói về các em bé rất là vui mừng khi được cô giáo đưa đi thăm vườn hoa. Xin chúc mừng các bé đã rất là xuất sắc trả lời các câu hỏi của cô. Và bây giờ các bé hãy cùng nhau học hát nhé. Các bậc phụ huynh có thể bật đi bật lại nhiều lần cho trẻ nghe và hát theo bài hát này cho đến khi trẻ thuộc bài hát nhé. Bé ơi, bây giờ chúng mình hãy cùng tham gia vào một trò chơi, đó là trò chơi ô cửa bí mật. Ở trò chơi này, các bé sẽ được chơi với những vòng quay kỳ diệu. Khi vòng quay kỳ diệu dừng ở ô cửa nào thì chúng mình hãy lắng nghe thật tinh xem tiếng của nhạc cụ gì nhé. Kỳ diệu bắt đầu. Ô cửa số mấy đây? Đúng rồi, đây là ô cửa số 2.
Các bé hãy lắng nghe thật tinh nhé. Tiếp theo là ô cửa số 3. Đáp án đúng là cái kèn. Tiếp tục với ô cửa số 1. Các bé cùng suy nghĩ nhé. Đáp án đàn bầu. Ô cửa cuối cùng là ô cửa số 4. Đáp án chính xác là cây sáo. Chúc mừng các bé đã hoàn thành xuất sắc trò chơi này. Giờ học của cô Quý đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt toàn thể các bậc phụ huynh cùng các con thân yêu. Hẹn gặp lại các bậc phụ huynh và các con thân yêu trong giờ học sau nhé. Xin chào tạm biệt.